Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Tây Bắc TV của mình. Hôm nay anh em mình ra ruộng bẫy chim nhé các bạn. Các bạn cùng theo dõi ủng hộ cho mình, anh em chú cháu bọn mình nhé. Đây các bạn ơi, đang có ông anh ngồi bẫy chim ở bên kia nhé các bạn. Một lát nữa được chim mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, anh em mình vừa giật được một con rồi các bạn ạ. Đấy, anh trai của mình đang đi lấy nhá. Đây con chim rồi nhá các bạn. Đấy, một lát nữa anh em mình sẽ chế biến món ăn nhé. Đây cất vào bao đó các bạn. Đây một con tiếp theo nữa rồi nhá các bạn nhá. Đây ông anh mình đang lấy chim ở bên kia các bạn. Được một con tiếp theo rồi nhé các bạn. Các bạn này con chim này, con chim đít đỏ nhé các bạn. Trai đang mình đang nhổ lông để bỏ vào túi bóng nhé các bạn. Đây, thành quả của buổi sáng này. Đấy. Đây mọi người ơi. Đấy, đây là thành quả của anh em mình buổi sáng nay nhá các bạn. Đấy. Phải vài chục con rồi đấy. Tầm này chắc là cũng được khoảng 3-4 chục con rồi mọi người ạ. Một lát nữa bọn mình sẽ chế biến món ăn nhá. Đây các bạn ơi, bây giờ anh em chú cháu bọn mình sẽ sơ chế con chim này nhá các bạn nhá. Đấy, để một lát nữa anh em mình sẽ chế biến món ăn nữa. Các bạn ạ, bây giờ anh em mình sẽ làm sạch lông của nó và sau đó anh em mình sẽ mang đi thôi nhá các bạn. Các bạn ơi, bây giờ anh em chú cháu bọn mình sẽ thui cho nó cháy hết cái phần lông còn sót lại nhé các bạn. Để một lát nữa mình sơ chế món ăn nó sẽ không có mùi hôi của con chim nhé các bạn. Đấy, bây giờ anh em chú cháu bọn mình sẽ mang thui nó các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình anh em chú cháu bọn mình đã thui xong rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em chú cháu bọn mình sẽ rửa sạch nhá các bạn. Xong anh em bọn mình sẽ mang đi chế biến món ăn nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xào cái phần hành lên cho nó thơm nhá. Sau đó mình sẽ, các bạn ơi, hành của mình xào đã thơm rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho thịt chim vào nhá các bạn.
Hả? Nhắm hòn rồi. Ăn rồi đó chứ mà lò lâu ngon à. Dùng đi, dùng đi. Mời tất cả anh em nhé. Mời anh em nhé. Còn quá lọc lại cho cái hướng này cái sự mày bắt cách tiết khổ lâu chứ không sắp cho anh bây giờ anh bóc bỏ anh cái đám áo tăng mặn giả giấy đôn độ ai chứ đồ lê khôi kế xéo đấy một ít luôn đó.